Sáng nay, thành đoàn Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức chuyến xe xung vầy đưa sinh viên về quê ăn Tết. Các sinh viên được hỗ trợ đợt này là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ điều kiện về quê đón Tết. Chuyến xe sẽ đưa sinh viên trở về các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình để xung học cùng với gia đình. Ngoài vé xe miễn phí, các sinh viên còn được nhận những món quà hỗ trợ thiết thực từ thành đoàn Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng để ấm lòng hơn dịp Tết đến xuân về. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13.